Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka, tên tiếng Anh là Sri Lanka International Buddhist Academy, thường được gọi tắt là Sibha Campus, là một trung tâm đào tạo trình độ đại học và sau đại học đa ngành uy tín của Phật giáo Sri Lanka. Học viện SIBA Campus tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn với rất nhiều cây xanh tươi mát, thân thiện với môi trường. Học viên của học viện bao gồm cả những học viên trong nước và quốc tế. Phương châm đào tạo của học viện dựa trên nền tảng các nguyên tắc của Phật giáo và chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đào tạo ra những nhà lãnh đạo về chính trị, tôn giáo và xã hội của quốc gia và cả quốc tế. Những nhà lãnh đạo này vừa là những hành giả và cũng là những người tham gia vào công cuộc truyền bá giáo pháp. Học viện SIBA Campus đào tạo hai cấp học, đại học và sau đại học. Các ngành đào tạo của học viện hiện khá đa dạng. Bên cạnh đào tạo các chương trình Phật học, học viện còn đào tạo các ngành học khác như là ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, nghệ thuật và ngành tổng hợp. Học viện SIBA Campus là một trung tâm học thuật còn khá non trẻ. Khóa cử nhân Phật học đầu tiên của học viện tốt nghiệp vào năm 2013, khóa thạc sĩ Phật học đầu tiên của học viện tốt nghiệp vào năm 2014 và khóa tiến sĩ Phật học đầu tiên của học viện tốt nghiệp vào năm 2018. Khóa cử nhân công nghệ thông tin đầu tiên của học viện tốt nghiệp vào tháng 10 năm 2017, còn khóa cử nhân tổng hợp thì tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2017. Lúc đầu thì Học viện SIBA Campus chỉ đào tạo cử nhân Phật học dưới sự bảo trợ của Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn Rajavidyalaya của Thái Lan và bằng cử nhân là do Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya cấp. Bây giờ thì ngoài chương trình cử nhân Phật học dưới sự bảo trợ của Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, Học viện SIBA Campus còn đào tạo nhiều chương trình cử nhân, thạc sĩ và cả tiến sĩ thuộc các chuyên ngành khác nhau và tất cả các bằng cấp chứng chỉ do Học viện SIBA Campus đều được chính phủ Sri Lanka công nhận và đều có giá trị quốc tế. Trong chương trình đào tạo của Học viện SIBA Campus, bên cạnh đào tạo những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho người học, Học viện còn chú trọng đến việc đào tạo, rèn luyện các kỹ năng mềm cho họ. Học viện tạo điều kiện cho tất cả sinh viên, học viên của học viện đều được tham gia vào các dự án phúc lợi xã hội để phát triển các kỹ năng mềm và hoạt động này cũng tăng cơ hội có được việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, học viện còn nỗ lực hỗ trợ cho tất cả sinh viên tốt nghiệp đại học đều được trang bị tốt các kỹ năng về công nghệ thông tin, về tiếng Anh và về thiền tập hoặc là yoga, vì đấy là những kỹ năng căn bản để các sinh viên có thể hội nhập vào xã hội hiện đại trong thế kỷ 21. Tính đến nay, học viện đã đi vào hoạt động được 12 năm, có hơn 300 nhân sự, đã đào tạo hơn 1.000 học viên tốt nghiệp ra trường và có công việc ổn định. Học viện cũng đã liên kết với các tổ chức giáo dục quốc tế như là các trường đại học ở Thái Lan, các trường đại học ở Ấn Độ, cũng như các tổ chức giáo dục trong nước để mở rộng giao lưu, hợp tác, liên kết đào tạo, tăng cơ hội học tập và phát triển cho học viên của học viện. Ngày càng có nhiều sinh viên trong nước và quốc tế đăng ký theo học tại Học viện SIBA Campus. Ngôn ngữ chính trong chương trình đào tạo của học viện là tiếng Anh. Để biết thêm thông tin về học viện, quý vị có thể vào trang web www.siba.edu.lk.